Xin chào các em, đến với video hôm nay, cô xin giới thiệu cho các em một số mẹo để chúng ta làm bài đọc hiểu và hãy cùng luyện tập để làm bài đọc hiểu với cô. Tips for reading comprehension and practice. Trước tiên, cô xin cung cấp cho các em một số mẹo để làm bài đọc hiểu. Chúng ta sẽ có một số bước sau. Bước 1, các em sẽ nhận dạng câu hỏi. Chúng ta hãy phân tích dạng câu hỏi đó là dạng câu hỏi gì để chúng ta bắt đầu đi vào bước 2. Bước 2 là chúng ta sẽ đọc câu hỏi, có thể dịch nghĩa câu hỏi càng tốt và chúng ta gạch chân từ khóa ở trên câu hỏi đó. Bước 3, chúng ta sẽ đọc đáp án và chúng ta cũng gạch chân từ khóa ở phần đáp án để chúng ta chọn đáp án cho chính xác. Và bước 4 là các em sẽ tìm từ khóa trên bài và chúng ta đọc xung quanh từ khóa đó để chúng ta chọn đáp án cho chính xác. Vậy thì cô sẽ hướng dẫn các em cụ thể hơn ở các dạng câu hỏi. Thường chúng ta sẽ có 6 dạng câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất là tìm ý chính của bài đọc. Có thể có chữ main idea hoặc một số chữ khác. Câu hỏi 2 là dạng câu hỏi xác định thông tin được nêu trong bài. Chúng ta gặp chữ stated detail. Hoặc câu hỏi 3 là xác định thông tin không được nêu trong bài là unstated details. Câu hỏi 4, tìm từ hoặc cụm từ được nói đến hoặc được quy chiếu đến, có chữ reference. Và câu hỏi 5, tìm từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa là câu hỏi thuộc về vocabulary, có chữ closest hay chữ opposite. Và câu hỏi 6 là câu hỏi về suy luận, tìm hàm ý, có chữ inference hoặc là implied. Và chúng ta hãy cùng phân tích từng dạng câu hỏi với cô để tìm ra cách làm phù hợp và câu trả lời như thế nào cho chính xác. Chúng ta bước vào câu 1, đó là main ideas questions, là câu hỏi đi tìm ý chính. Thì chúng ta sẽ tìm các câu hỏi thường gặp cũng như câu trả lời và cách làm cho dạng câu hỏi này như thế nào. Đầu tiên, các câu hỏi thường gặp chúng ta sẽ gặp, thứ nhất là what is the topic of the passage. Chúng ta sẽ gặp có chữ topic ở đây là chúng ta cũng đi tìm ý chính. Number 2, what is the subject of the passage? Chúng ta gặp chữ subject ở đây. Number 3, what is the main idea of the passage? Chúng ta sẽ gặp main idea, có chữ main idea ở đây. Number 4, what is the author's main point in the passage? Chúng ta sẽ gặp chữ main point. Number 5, with what is the author primary concerned? Chúng ta gặp chữ primary concerned. Number 6, which of the following would be the best title? Chúng ta có chữ best title. Đó là tựa bài tốt nhất cho đoạn văn. And number 7, what is the author's main purpose in the passage? Chúng ta sẽ gặp chữ main, chữ best title, chữ primary, hay là chữ topic, hay là chữ subject. Thì đây là những từ khóa để chúng ta phân biệt được đó là dạng câu hỏi main ideas. Và câu trả lời cho câu hỏi này thì thường nằm ở đầu hoặc cuối mỗi đoạn văn. Nếu ý chính không nằm cụ thể ở đầu hoặc cuối đoạn văn, ta sẽ để lại làm cuối cùng sau khi đã dành thời gian trả lời các câu hỏi chi tiết. Có nghĩa là nếu như nằm ở đầu và ở cuối thì chúng ta cứ nhìn câu đầu và câu cuối thì chúng ta có thể chọn được đáp án ngay. Nhưng nếu như câu đầu và câu cuối không nằm trong đáp án mà chúng ta thấy thì chúng ta phải làm tất cả các câu rồi chúng ta mới làm lại câu ý chính sao. Cách làm là chúng ta đọc các dòng đầu tiên của mỗi đoạn văn. Thứ hai, tìm ý chung nhất trong dòng đầu tiên và tìm mối liên hệ giữa chúng. Thứ ba, trong quá trình đọc, chú ý đến những từ khóa được lặp đi lặp lại. Và thường làm câu hỏi này cuối cùng sau khi đã trả lời các câu hỏi chi tiết trước để đỡ mất thời gian. Đọc lướt nhanh toàn bài để kiểm tra xem đã tìm đúng nội dung chính hay chưa. Và loại các phương án chắc chắn sai. Thông thường, các ý chính thì sẽ không quá chung chung, không quá chi tiết và cũng không thể không được nhắc đến trong bài. Too general có nghĩa là quá chung, còn too specific có nghĩa là quá chi tiết và not mentioned là không được đề cập đến. Và chúng ta chọn phương án đúng nhất trong các phương án còn lại. Tiếp tục, chúng ta qua câu hỏi số 2. Stated detail questions là câu hỏi chi tiết có hoặc là đúng trong bài. Vậy thì những dạng câu hỏi thường gặp là gì? Thứ nhất, according to the passage, chúng ta dựa vào chữ according to. Thứ hai, it is stated in the passage, chúng ta dựa vào chữ stated. Thứ ba, the passage indicates that, dựa vào chữ indicates hoặc là shows. Thứ tư, which of the following is true, chúng ta dựa vào chữ
True. Và câu trả lời sẽ là nằm trong bài đọc. Vậy thì gặp 4 dạng câu hỏi như thế này, thì chúng ta sẽ đi tìm thông tin trong bài đọc. Cách làm như sau. 1. Chúng ta sẽ gạch chân từ chính, ý quan trọng trong câu hỏi. 2. Chúng ta sẽ dùng kỹ năng lướt, đọc lướt của mình để tìm đoạn phù hợp để đọc kỹ mà lấy thông tin. 3. Chúng ta sẽ đọc kỹ các câu chứa các từ khóa và ý trong câu hỏi cẩn thận. 4. Là loại những đáp án chắc chắn sai và lựa chọn đáp án đúng nhất trong các lựa chọn còn lại. Đối với dạng câu hỏi này, các em chỉ cần nhìn vào đáp án và chúng ta lấy từ khóa từ đáp án để chúng ta dùng kỹ năng đọc dò, đọc lướt để chúng ta tìm lấy thông tin cho phù hợp. Đáp án nào có chứa các từ khóa mà giống với bài đọc thì chúng ta sẽ chọn. Tiếp tục, chúng ta qua câu số 3. Đó là unstated detail questions, có nghĩa là câu chi tiết không đúng hoặc không đề cập. Vậy thì sẽ có những dạng câu hỏi như thế nào? Thứ nhất, đó là which of the following is not stated? Là câu nào sau đây là không được đề cập đến? Rồi, number 2, which of the following is not mentioned? Vậy thì khác với câu số 2 là ở chỗ có chữ not. Number 3, which of the following is not discussed? Có chữ not discussed. Number 4, all of the following are true except, có chữ except trong này. And number 5, which of the following are false, có chữ false. Vậy đây là những trường hợp chúng ta thường gặp đối với dạng câu hỏi chi tiết không đúng hoặc không đề cập. Vậy câu trả lời sẽ là, câu trả lời sẽ là thông tin không xuất hiện trong bài hoặc câu trả lời sai so với bài. Vậy cách làm của chúng ta là đọc kỹ câu hỏi và các lựa chọn cho sẵn. Gạch chân từ khóa cũng tương tự như câu 2. Chúng ta cũng sẽ đọc kỹ câu hỏi và đọc kỹ các đáp án. Tiếp tục, chúng ta sẽ đọc lướt nhanh và dùng kỹ năng dò của mình để khoanh vùng thông tin phù hợp cho phần từ khóa. 3. Chúng ta cũng đọc kỹ các câu chứa các ý trong phần lựa chọn. Và 4. Loại bỏ những lựa chọn được đề cập hoặc đúng so với bài đọc. Vậy khi 4 đáp án, chúng ta đem lên nhìn dò với bài đọc mà câu đáp án nào khớp với bài đọc thì chúng ta sẽ loại bỏ và chọn phương án không được đề cập hoặc không đúng với bài đọc. Vậy phương án nào không đúng thì chúng ta sẽ chọn. Và trường hợp này, người ta có thể cho từ trái nghĩa với câu đề cho hoặc là sẽ cho từ trái nghĩa với phần trong bài đọc có. Tiếp tục, chúng ta qua câu 4. Reference questions là từ tham chiếu. Đối với dạng câu hỏi từ tham chiếu là dạng refer là bổ nghĩa cho từ nào. Vậy thì chúng ta sẽ có dạng như thế này. The word it in the passage refers to. Chúng ta sẽ nhìn vào có chữ refers. Thì chữ it ở đây có thể là who, có thể là it, có thể là them, hoặc là him, hoặc là her. Tùy theo câu đề người ta cho. Thì chữ it ở đây chỉ là it mẫu thôi. Và câu trả lời thì chúng ta sẽ là các cụm từ nằm trong những câu trước hoặc trong chính câu chứa từ được quy chiếu. Ví dụ chữ who thì chữ who bổ nghĩa cho từ trước chữ who thì chúng ta sẽ nhìn trước chữ who. Còn đối với những chữ them hay chữ it thì chúng ta sẽ nhìn ở câu trước. Chữ them thì số nhiều, chữ it thì số ít. Ví dụ như vậy. Và cách làm sẽ là đọc câu hỏi và các lựa chọn cho sẵn. Lướt nhanh bài đọc, chúng ta cũng dùng kỹ năng dò của mình để tìm từ được quy chiếu trong câu hỏi. Thường thường trong đề người ta cho những từ đó người ta sẽ in đậm sẵn cho chúng ta. Và đọc kỹ câu chứa từ được quy chiếu và câu trước nó để tìm các cụm từ được liệt kê trong phần lựa chọn đáp án. Hoặc loại bỏ các phương án chắc chắn sai. Chúng ta sẽ nhìn vào, ví dụ như người ta cho chữ it mà ở câu trước nó lại là những danh từ số nhiều, chúng ta có thể loại bỏ ngay. Chúng ta sẽ chọn phương án đúng nhất trong các phương án còn lại. Đó là câu số 4. Và bước qua câu số 5 là dạng vocabulary in context questions, là từ trong ngữ cảnh. Có nghĩa là chúng ta có thể tìm từ đồng nghĩa hoặc cũng có thể tìm từ trái nghĩa. Đây là câu hỏi kiểm tra kiến thức về từ vựng của chúng ta. Có những dạng như thế này. What is the meaning of is in line right? Vậy thì chúng ta sẽ thấy là chữ is và chữ y chỗ này chúng ta chỉ là hình thức đại diện thôi. Thứ hai là the word is in line right could be replaced by. Có chữ replaced by. Còn số 3, which of the following words is the closest meaning with the word
is in likewise. Có chữ closest meaning kỳ tìm từ đồng nghĩa. Số 4. Which of the following has the opposite meaning with the word is in likewise? Ở đây chúng ta có chữ opposite meaning là chúng ta không tìm từ đồng nghĩa nữa mà chúng ta phải tìm từ trái nghĩa. Vậy thì câu trả lời sẽ là dựa vào thông tin xung quanh từ được đưa ra để đoán nghĩa của từ. Giả sử như chúng ta đã biết từ đó nghĩa gì rồi thì chúng ta cứ đi vào tìm đáp án nào phù hợp. Nhưng nếu như chúng ta chưa biết nghĩa của từ đó nhưng ngữ cảnh chúng ta có thể đoán ra được nghĩa của từ đó thì chúng ta có thể dựa vào ngữ cảnh để đoán nghĩa mà chúng ta chọn đáp án cho phù hợp. Cách làm là chúng ta sẽ tìm từ đó ở trong bài đọc. Vậy thường thường từ đó nó sẽ là in đậm sẵn cho chúng ta. Và đọc câu chứa từ đó cẩn thận. Chúng ta sẽ đọc câu có chứa từ đó cẩn thận để tuy là từ đó bình thường là chúng ta biết nghĩa nhưng khi nằm trong ngữ cảnh thì từ đó nó sẽ có nhiều nghĩa khác nhau. Và khi trong ngữ cảnh khác nhau thì từ đó sẽ mang nghĩa khác nhau. Vì vậy chúng ta cần phải đọc câu chứa từ đó cẩn thận để chúng ta biết ngữ cảnh là gì để chúng ta xác định nghĩa của từ đó một cách cẩn thận cho chính xác. Tiếp tục tìm các manh mối trong ngữ cảnh để giúp hiểu ý nghĩa của từ. Vậy nếu như từ đó chúng ta không hiểu nghĩa thì chúng ta có thể tìm các manh mối trong ngữ cảnh để chúng ta đoán ra được nghĩa của từ đó là gì và chọn đáp án mà ngữ cảnh thể hiện. Chúng ta bước qua câu 6 là imply detail questions. Đây là câu hỏi suy luận. Thì sẽ có những dạng câu hỏi như thế nào? Và thường đối với trường hợp câu hỏi này, đòi hỏi kiến thức về từ vựng của các em phải rất là sâu và dày để chúng ta có thể đoán được ý của tác giả muốn gì hay là đoán được ý của bài đọc nói đến điều gì. It is implied in the passage that. Chúng ta sẽ có những câu như thế này. Implied in là ngụ ý gì? Và số 2, it can be inferred from the passage that. Vậy là infer là suy ra được điều gì? Và number 3, it is most likely that. Likely, most là có thể nói đến điều gì? Và number 4, what probably happened? Chuyện gì có thể xảy ra? Vậy thì 4 dạng này chính là các câu hỏi để chúng ta tìm phần ngụ ý hay chúng ta suy luận ra ở trong bài đọc. Đối với dạng này thì chúng ta sẽ dựa vào ý hiểu của mình đối với bài. Tuy nhiên chúng ta có thể tìm theo trình tự của bài đọc. Vậy thì cách làm là chúng ta tìm từ chính là từ khóa đó hay từ then chốt của mỗi câu hỏi. Rồi đọc lướt xem từ then chốt, ý then chốt nằm ở chỗ nào trong đoạn văn. Thì nó thường theo thứ tự trong bài á. Rồi đọc kỹ các câu văn chứa các từ hay ý then chốt. Rồi tìm câu trả lời phù hợp theo đoạn văn. Đó là cách để chúng ta làm dạng câu hỏi suy luận. Và chúng ta dùng phương pháp loại trừ để loại bỏ phương án sai nhất. Rồi chọn phương án đúng nhất trong các phương án còn lại. Cô vừa điểm qua cho các em 6 dạng câu hỏi mà chúng ta có thể gặp trong đề thi trong dạng bài đọc hiểu này. Và cô mong rằng các em sẽ xem đi xem lại nhiều lần để chúng ta có thể nhớ được các bước hay cũng như là những cách để chúng ta làm những dạng câu hỏi này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng cô vào làm bài đọc hiểu để chúng ta áp dụng các bước và các cách mà cô đã hướng dẫn ở phần trước. Và bây giờ các em hãy lắng nghe bài đọc để chúng ta luyện tập thêm kỹ năng phát âm của mình nhé. Nuclear family, consisting of a mother, father and their children, may be more an American ideal than an American reality. Of course, the so-called traditional American family was always more varied than we has been led to believe, reflecting the very different racial, ethnic, class and religious customs among different American groups. The most recent government statistics reveal that only about one-third of all current American families fit the traditional mold and another third consists of married couples who either have no children or have none still living at home. Of the final one-third, about 20% of the total number of American households are single people, usually women over 65 years of age. A small percentage, about 3% of the total, consist of unmarried people who choose to live together. And the rest, about 7% are single, usually divorced parents, with at least one child. Today, these varied family types are typical, and therefore, normal. Apparently, many Americans are achieving supportive relationship in family forms other than the traditional one. Các em vừa nghe xong bài đọc, và bây giờ cô xin giới thiệu đến các em nghĩa của một số từ mới.
Vocabulary. Now, listen and repeat. Reflecting. Phản ánh, phản chiếu. Racial. Chủng tộc. Ethnic. Dân tộc, sắc tộc. Statistic. Thống kê. Review. Tiết lộ. Chúng ta hãy cùng cô điểm qua câu 25. Chúng ta thấy người ta cho là with what topic is the passage mainly concerned. Chúng ta gặp từ mainly concerned ở đây có nghĩa là tìm ý chính của đoạn văn và đây là dạng số 1. Vậy, chúng ta hãy dịch 4 đáp án A, B, C, D. A. The traditional American family. B. The nuclear family. C. The current American family. Và D. The ideal family. Chúng ta sẽ nhìn chữ traditional ở đây là từ khóa, nuclear là từ khóa, current là từ khóa và ideal family là từ khóa. Giờ chúng ta sẽ trở lại đoạn văn để chúng ta tìm từ. Và chúng ta hãy nhìn lại bài đọc. Chúng ta sẽ thấy ở đây the nuclear family consisting of mother, father and their children. Nếu chúng ta chỉ nhìn chữ the nuclear family ở đây và chúng ta chọn ngay the nuclear là sai. Bởi vì đây là câu nói khá chi tiết mà chúng ta không thể chọn được. Và tiếp tục chúng ta nhìn ở dòng đầu của đoạn 2, the most recent government studies reveal that only about one third of all current American families fit the traditional mold, and another third consists of married couple or married couples who either have no children and have none still living at home. Chúng ta đọc sơ câu như thế này thì chúng ta phát hiện ra on current American families thì chúng ta thấy câu này là nó sát với phần main idea hơn. Và vì vậy đáp án của chúng ta sẽ là gia đình Mỹ hiện tại. Tiếp tục qua câu 26, chúng ta sẽ tiếp tục đọc. The writer implies that đây là câu về dạng số 6, đó là câu ngụ ý. Vậy thì khi chúng ta gặp trường hợp ngụ ý, chúng ta cũng sẽ đọc hết 4 đáp án và chúng ta tìm ra từ khóa. Câu A. There have always been a wide variety of family arrangement in the United States. Chúng ta sẽ để ở đây là từ khóa, đó là wide variety of family arrangement. B. Racial, ethnic and religious groups have reserved the traditional family structure. Vậy chúng ta sẽ có từ khóa đây là racial, ethnic and religious groups reserved, have reserved. And C. The ideal American family is the best structure. À, gia đình người Mỹ lý tưởng thì là cấu trúc tốt nhất. Chúng ta có thể thấy ở đây chúng ta sẽ dùng là ideal và best structure. And D. Fewer married couples are having children. À, ngày càng ít cặp vợ chồng có con. Vậy thì là fewer and having children. Vậy chúng ta hãy trở lại bài đọc để chúng ta cùng phân tích với cô. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây có another third consists of married couples who either have no children. The final one third at about 20% of the total number of American households are single people. Rồi, ở đây là small percentage about 3% of the total consists of unmarried people, usually together. Rồi, single usually divorced parents. Chúng ta thấy ở đây có rất là nhiều kiểu gia đình của người Mỹ. Vậy, đáp án của chúng ta chọn sẽ là có rất là nhiều loại gia đình ở Mỹ. Và đáp án câu 26 chúng ta chọn là câu A. Và tiếp tục, chúng ta qua câu 27. The word current in line 5 could be best replaced by which of the following? Chúng ta gặp best replaced thì đây là dạng câu đồng nghĩa. Chúng ta thấy chữ current có nghĩa là hiện tại. Hiện tại thì bằng ngay với là present là hiện tại. Còn typical nghĩa là điển hình, the perfect là hoàn hảo và traditional là truyền thống. Current là gần đây, hiện tại, chúng ta sẽ bằng với present. Và tiếp tục ở câu 28. According to the passage, married couples whose children have grown or who have no children represent. Vậy, chúng ta nhìn vào có chữ according to the passage và chúng ta sẽ gặp chữ là couples mà who have no children thì represent thì chiếm bao nhiêu? Vậy, chúng ta sẽ trở lại bài đọc để chúng ta tìm thông tin. Another third consists of married couples who either have no children. Vậy, another third có nghĩa là 1/3 khác. Vậy, 1/3 khác
là chúng ta coi bao nhiêu phần trăm nha. Và đáp án của chúng ta chính là, vâng, 1/3% hộ gia đình là 33,33% hộ gia đình. One third. Chúng ta tiếp tục với câu 29. Who generally constitutes a one person household là những ai thường tạo thành một hộ gia đình là một người. Vậy câu A, single man in his 20s. Single man his 20s. An elderly man. A single woman in her late 60s. And a divorced woman. Chúng ta sẽ coi từ khóa ở đây là woman in her late 60s, divorced woman, elderly man và single man 20s, in his 20s. Chúng ta trở lại bài đọc để chúng ta tìm. A single people, usually woman over 65 years of age. Vậy là 65 có nghĩa là 65 tuổi. Những ai thường tạo thành một hộ gia đình một người? Câu A, một người độc thân ở tuổi 20. Câu B, là một người đàn ông lớn tuổi. Câu C, là người phụ nữ độc thân ở độ tuổi ngoài 60. Và câu D, là một người phụ nữ đã ly hôn. Vậy, chúng ta vừa làm xong bài đọc số 1 là nói về các loại gia đình hiện tại ở Mỹ. Và sau đây, chúng ta hãy cùng cô xem phần dịch của bài đọc này. Gia đình hạt nhân bao gồm bố, mẹ và con cái có thể chỉ là một ý lý tưởng của người Mỹ hơn là một thực tế ở Mỹ. Tất nhiên, cái gọi là gia đình người Mỹ truyền thống luôn đa dạng hơn những gì chúng ta vẫn tưởng, phản ánh phong tục chủng tộc, sắc tộc, giai cấp và tôn giáo rất khác nhau giữa các nhóm người Mỹ khác nhau. Thống kê gần đây nhất của chính phủ tiết lộ rằng chỉ khoảng 1/3 tổng số gia đình người Mỹ hiện tại phù hợp với khuôn mẫu truyền thống và 1/3 khác bao gồm các cặp vợ chồng đã kết hôn, không có con hoặc chưa có con sống với nhau. Trong 1/3 còn lại, khoảng 20% tổng số hộ gia đình người Mỹ là người độc thân, thường là phụ nữ trên 65 tuổi. Một tỷ lệ nhỏ, khoảng 3% trong tổng số, bao gồm những người chưa kết hôn, chọn sống cùng nhau, và phần còn lại khoảng 7% là cha mẹ độc thân, thường đã ly hôn, có ít nhất một con. Vâng, và chúng ta vừa xong bài đọc đầu tiên. Giờ chúng ta sẽ bước qua thêm một bài đọc thứ hai để chúng ta cùng luyện tập với cô. Bài đọc thứ hai, chúng ta hãy lắng nghe bài đọc thứ hai. Modern life is characterized not only by the conveniences made possible by technological advances but also by greater mobility in search of still greater opportunities. These major life changes, however, expose individuals to many novelties in a new culture, which are the causes of culture shock. Culture shock is a process through which most people who enter a new culture pass through before they adjust to life in their new environment. Culture shock begins with the honeymoon stage. This is the period of time when we first arrive in which everything about the new culture is strange and exciting. Unfortunately, the second stage, rejection stage, can be quite dangerous because the visitor may develop unhealthy habits, smoking and drinking. This can lead to the person getting sick or developing skin infections or rashes, which then makes the person feel even more scared and confused and helpless. This stage is considered a crisis in the process of cultural adjustment, and many people choose to go back to their homeland or spend all their time with people from their own culture speaking their native language. The third stage of culture shock is called the adjustment stage. This is when you begin to realize that things are not so bad in the host culture. You are becoming stronger by learning to take care of yourself in the new place. The fourth stage can be called at ease at last. Now you feel quite comfortable in your new surroundings. You can cope with most problems that occur. You may still have problems with the language, but you know you are strong enough to deal with them. The last stage of culture shock, which many people don't know about, is called reverse culture shock. Surprisingly, this occurs when you go back to your native culture and find that you have changed and that things there have changed while you have been away. Now you feel a little uncomfortable back home. Life is a struggle. Các em vừa nghe xong bài đọc. Cô hy vọng là các em sẽ luyện tập thêm phần phát âm ở nhà. Chúng ta hãy nghe đi nghe lại và luyện tập cách đọc nhé. Number 30. Which sentence best explains the main idea of paragraph 1? Câu nào sau đây là tựa bài cho đoạn 1? Vậy chúng ta gặp chữ main idea là chúng ta biết đây là câu dạng 1. Vậy chúng ta hãy đọc 4 đáp án và chúng ta gạch dưới từ khóa culture shock experienced by people living in a new culture consists of five basic stages. Ở đây culture shock và five basic stages là 5 giai đoạn cơ bản.
B. People immigrate to other countries in search of better opportunities. Ở đây là immigrate và better opportunities. C. Modern life is characterized by many technological advances and greater mobility. Ở đây chúng ta thấy là characterized technological advances and greater mobility. And D. Major life changes are the cause of culture shock. Chúng ta sẽ thấy là the cause of culture shock. Vậy chúng ta hãy trở lại bài đọc để chúng ta tìm ra đâu là ý chính của bài. Đầu tiên ở đây có chữ là modern life is characterized not only by the convenience made possible by technological advances but also by greater mobility in search of still greater opportunities. Nhưng chúng ta sẽ đọc kỹ ở phần này. Culture shock. Culture shock is a process through which most people who enter a new culture pass through. Và ở đây chúng ta gặp honeymoon stage, the first, đúng không? Rồi the second stage, rồi the third stage. Ở đây thì lại có là the fourth stage và the last stage. Vậy chúng ta thấy rằng tất cả những ý trên đều nói về đáp án A, đó là sự sốc văn hóa. Vậy câu A chính là đáp án chính xác. Câu 30 có nghĩa là câu nào giải thích đúng nhất ý chính của đoạn 1? Thì câu A là sốc văn hóa được trải nghiệm bởi những người sống trong một nền văn hóa mới, bao gồm 5 giai đoạn cơ bản. Còn câu B, mọi người di cư đến quốc gia khác để tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Câu C, cuộc sống hiện đại được đặc trưng bởi nhiều tiến bộ công nghệ và tính di động cao hơn. Và câu D, những thay đổi lớn trong cuộc sống là nguyên nhân gây sốc văn hóa. Thì chúng ta thấy chỉ có câu A là câu chung nhất. Vì vậy, trường hợp này chúng ta không thể đọc câu đầu hay dòng đầu mà chúng ta đoán được, mà chúng ta cần phải đọc tất cả những ý của bài để chúng ta mới chọn được đáp án chính xác. Tiếp tục, chúng ta qua câu 31. It is stated that the honeymoon stage. Đây là câu dạng câu số 2. Có chữ stated thì chúng ta sẽ đi tìm thông tin trong bài. Honeymoon stage chính là giai đoạn tuần trăng mật. Câu A. Is involved in developing healthy habits. Chúng ta thấy là healthy habits. Câu B. Is exciting with the new sight, sound, language and foods. Đây, new sight, sound, language and foods. And C. Is the initial period of culture shock. Initial period. And D. Got its name because everything is new and exciting for the newcomer. Đây là exciting for the newcomer. Vậy chúng ta sẽ trở lại bài đọc để chúng ta tìm đáp án chính xác. Honeymoon. The honeymoon. It is the period of time when we first arrive in which everything about the new culture is strange and exciting. Vậy đây là lần đầu tiên mà mọi thứ điều kỳ lạ, và cho nên câu 31 đáp án sẽ là vâng, đó là câu C, đó là giai đoạn đầu tiên của sự sốc văn hóa. Câu A có nghĩa là có liên quan đến việc phát triển các thói quen lành mạnh. Câu B nghĩa là thú vị với những điểm tham quan, âm thanh, ngôn ngữ và thức ăn mới. Còn câu C là thời kỳ đầu của cú sốc văn hóa. Và câu D có tên của nó bởi vì mọi thứ đều mới mẻ và thú vị đối với người mới. Chúng ta tiếp tục qua câu 32. In paragraph 1, the word novelties probably means novelties. Ở phần cung cấp từ vựng, cô đã cho các em nghĩa đó chính là điều mới lạ. Vậy câu A, things which are new or unusual. Vậy đáp án chính xác của chúng ta chính là câu A, đó là những điều mới lạ hoặc bất thường. Còn câu B là things which are difficult to deal with, có nghĩa là những điều khó giải quyết. Câu C, things which have to do with novels, là những điều phải làm với tiểu thuyết. Và câu D, things which are very young and recent in age, có nghĩa là những thứ còn rất trẻ hoặc gần đây trong độ tuổi. Vậy đáp án chính xác của câu 32 là câu A, novelties là sự mới mẻ. Đối với trường hợp câu từ vựng này thì chúng ta không cần phải đọc lại đoạn văn, thế nhưng chúng ta đã biết nghĩa. Ở câu 33, in paragraph 2, the word host probably means. Chúng ta gặp ở đây cũng là dạng câu hỏi số 5, đó là chúng ta tìm từ đồng nghĩa probably means. Vậy thì từ đồng nghĩa của chữ host, chúng ta sẽ coi lại phần bài đọc. It is when you begin to realize that things are not so bad in the host culture. Vậy the host culture chính là văn hóa của đất nước chủ nhà, có nghĩa là văn hóa của đất nước mà chúng ta đến. Vậy đáp án của câu 33 sẽ là vâng, nước tiếp nhận. Vậy thì trong đoạn 2, từ host có nghĩa là câu A, dominant country là quốc gia thống trị. Câu B, the largest country là quốc gia lớn nhất. Câu C, the newcomer's native country, có nghĩa là người mới đến xứ bản xứ. Và câu D là nước tiếp nhận. Host country ở đây có nghĩa là nước tiếp nhận. Và tiếp tục ở câu 34. Which of the following is not true according to the passage? Đây, dạng not true này chính là dạng câu hỏi số 3.
là chúng ta tìm thông tin không có trong bài. Chúng ta bắt đầu phân tích từng đáp án với cô. A. At first stage, newcomers have overcome all problems in the new culture. Vậy newcomers và overcome all problems. Overcome all problems. Câu B. Immigrants may suffer from reverse culture shock when going back to native culture. Chúng ta sẽ thấy là suffer from reverse culture shock when going back. And C. New arrivals in the second stage reject the new culture by returning to their country or binding even more with other people from their culture. Ở đây chúng ta thấy là new arrivals và second stage. D. The rejection stage is the most difficult stage in the process of cultural adjustment. Chúng ta trở lại bài đọc để chúng ta nhìn lại. Chúng ta sẽ thấy ở cái giai đoạn thứ 4, giai đoạn này sẽ là the fourth stage can be called at ease at last. Now you feel quite comfortable in your new surroundings. And you can cope with most problems that occur. Chúng ta chỉ là most problems chứ chúng ta không phải là all problems. Cho nên đáp án ở câu 34 của chúng ta lúc này chính là câu A. Bởi vì ở giai đoạn thứ 4 là người mới có thể vượt qua tất cả các vấn đề trong nền văn hóa mới, là không phải đa số các vấn đề thôi, chứ không phải là all problems như vậy. Cho nên câu A là câu không đúng với trong bài. Chúng ta hãy cùng dịch nghĩa với cô. Điều nào sau đây không đúng theo đoạn văn? Ở giai đoạn thứ tư, những người mới đến đã vượt qua mọi vấn đề trong nền văn hóa mới. Câu B là người nhập cư có thể bị sốc văn hóa ngược lại khi quay trở lại văn hóa bản địa. Câu C, những người mới đến trong giai đoạn thứ hai đã từ chối văn hóa mới bằng cách quay trở lại đất nước của họ hoặc làm mờ mắt nhiều hơn với những người khác từ văn hóa của họ. Còn câu D, giai đoạn từ chối là giai đoạn khó khăn nhất trong quá trình điều chỉnh văn hóa. Vâng, chúng ta vừa làm xong bài đọc với cô, đó là bài đọc số 2. Và chúng ta hãy cùng dịch nghĩa bài đọc với cô. Cuộc sống hiện đại được đặc trưng không chỉ bởi những tiện ích có được từ những tiến bộ công nghệ, mà còn bởi tính di động cao hơn để tìm kiếm những cơ hội lớn hơn, những thay đổi lớn trong cuộc sống. Tuy nhiên, đưa các cá nhân đến nhiều điều mới lạ trong một nền văn hóa mới, đó là nguyên nhân gây sốc văn hóa. Sốc văn hóa là một quá trình mà hầu hết những người bước vào một nền văn hóa mới đều đi qua trước khi họ điều chỉnh cuộc sống trong môi trường mới. Sốc văn hóa bắt đầu với giai đoạn trăng mật. Đây là khoảng thời gian khi chúng ta lần đầu tiên đến nơi mọi thứ về văn hóa mới thật kỳ lạ và thú vị. Thật không may, giai đoạn thứ hai là giai đoạn từ chối, có thể khá nguy hiểm vì khách thể có thể phát triển các thói quen không lành mạnh như hút thuốc và uống rượu. Điều này có thể dẫn đến việc người bệnh bị ốm hoặc bị nhiễm trùng da hoặc phát ban, sau đó khiến người bệnh càng cảm thấy sợ hãi, hoang mang và bất lực. Giai đoạn này được coi là giai đoạn khủng hoảng trong quá trình điều chỉnh văn hóa và nhiều người chọn quay về quê hương hoặc dành toàn bộ thời gian cho những người từ nền văn hóa của họ, nói tiếng mẹ đẻ của họ. Giai đoạn thứ 3 của cú sốc văn hóa được gọi là giai đoạn điều chỉnh. Đây là khi bạn bắt đầu nhận ra rằng mọi thứ không quá tệ trong văn hóa của chủ nhà. Bạn đang trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách học cách chăm sóc bản thân ở nơi mới. Giai đoạn thứ 4 có thể được gọi là thoải mái. Bây giờ bạn cảm thấy khá thoải mái trong môi trường xung quanh mới của bạn. Bạn có thể đối phó với hầu hết các vấn đề xảy ra. Bạn vẫn có thể có vấn đề với ngôn ngữ, nhưng bạn biết bạn đủ mạnh để đối phó với chúng. Giai đoạn cuối của sốc văn hóa mà nhiều người không biết đến được gọi là sốc văn hóa ngược. Điều đáng ngạc nhiên là điều này xảy ra khi bạn quay trở lại văn hóa bản địa của mình và thấy rằng bạn đã thay đổi và những thứ đó đã thay đổi trong khi bạn đã đi xa. Bây giờ bạn cảm thấy hơi khó chịu khi trở về nhà. Cuộc sống thật là một cuộc đấu tranh. Và cô vừa cung cấp cho các em một số kiến thức cũng như là một số từ vựng liên quan đến bản sắc văn hóa. Và chúng ta sẽ học thêm được một vài điều mới lạ ở các phần bài đọc. Do đó, kỹ năng đọc không phải là kỹ năng khó để phát triển và bài đọc không phải lúc nào cũng nhàm chán. Cô mong rằng chúng ta hãy luyện tập đọc nhiều hơn, chẳng những sẽ phát triển cho các em về kỹ năng làm bài đọc mà còn có thể cung cấp thêm cho các em một số kiến thức mới về văn hóa, về xã hội. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Goodbye!